Hello, em Đức Vlog, chào mọi người nha. Em lên cho mọi người một con quay 124. Con này là hàng sưu tầm nha mọi người. Con này đi chỉ có 4.000 cây thôi, 4.000 cây số. Chưa tăng sơn luôn nha mọi người, chưa thay nhớt luôn nha. Và con này là sơn xi zin 100% nha. Em đậu kho lâu cho nó có hơi bụi nha mọi người. Giờ em đi từ đầu tới cuối đuôi cho mọi người xem nha. Đầu tiên là con tán. Con tán này, con tán theo xe nha mọi người. Tán cũ, tán cỏ, mấy bài trước em có nói rồi. Cầm theo xe. Niền, IU, W. À, giỏ theo xe. Giỏ còn chỉ gai đầy đủ nha. Xe này mới 4.000 cây thôi, nó không khác gì chiếc xe thùng hết. Cực kỳ đẹp luôn. Vàng chân, vàng phuộc, nước sơn rất là đẹp nha. Bộ màu thì chưa bay màu, chưa bạc màu gì hết. Màu đỏ rất là đẹp. Rồi tiếp theo là cái sọ khỉ nha, cực kỳ đẹp luôn nha, chưa có dấu dặn luôn, còn 7 màu luôn, còn màu hồng luôn nha mọi người. Chó thì cực kỳ trong luôn. Có nhiều người người ta dọn 7-80 triệu vẫn chưa được chiếc xe ưng ý nha. Tại vì mọi người dọn thường là cái cặp lốc nó bị trên với nhau là nó sẽ bị hú. Bát lồng, tục bô còn 7 màu nha mọi người. Cái chấm, cái phết chấm lồng mà vẫn còn luôn nha. Xe này là sơn xi zin 100%. Ống bô e, lọc xăng các thứ, mọi người nhìn nó mới nhưng mà đều nhau ghê. Đây là cái ron còn rất là đẹp nha. Cái này là cặp lốc zin có nổ chút đó chút xíu. Rồi tiếp theo là bộ màu. Lườn giữa xe màu đen đỏ như nó bóng rất là đẹp nha. Tem chỉ còn chuẩn chỉnh thẳng hàng. Bọc sơn zin, nước sơn zin có chạy chỉ theo năm tháng. Tem zin, chân căm căm tất cả này là zin theo xe toàn bộ. Niền trước sau trùng mã. Đặc biệt cái đề 204 này là niền nhám nha mọi người. Ổ khóa xe zin 100% nha. Tem lườn. Đồng hồ đi mới có 4.000 cây thôi, 4.500 cây. Mọi người coi cái ghi đông nó còn 7 màu luôn nha. Cùng kiếp các cái kiểu còn đầy đủ. Đây. Cái nút đâm bấm đề có bạc màu theo năm tháng nha. Nhưng mà cái đầu đèn này kia là thích rực luôn nha mọi người. Dán form này nhỏ gọn rất là dễ đi. Nhựa nhám đồ zin. À, chỗ này là máy nhện nó đóng đó mọi người, chứ không phải nó bị cấn đập gì đâu. Vàng chân sau. Má đùm căm tán ốc bô theo xe nha. NF100 2543. Cái đời này thì chỉ có 2543 thôi. Anh em nào nói 1985 là ẩu rồi đó. Càng thắng rất là đẹp. Gai chỉ còn đầy đủ nha. Bát lồng 7 màu. Ốc tán 7 màu. Cục đề sơn xi zin. Cục đề nước sơn, nước xi còn rất là đẹp. Đặc biệt là cái ron cờ này còn cao ngun ngút luôn nha mọi người. Góc cạnh luôn nha. Nó 4 con ốc đầu bò thì khỏi nói luôn. Như mấy ốc vàng luôn á. Heo dầu đẹp, phuộc đẹp, ốc tán đẹp, đĩa đẹp. Còn phết mực đầy đủ. Chưa hề chỉnh sửa từ khi xuất xưởng nha. Đây là cái đát của nó đây. Tháng 7 năm 2004 nha mọi người. À, chó đèn cực kỳ đẹp. Cái đời này là nó hai đèn. À, cái ghi đông mà nó có 7 màu nha mọi người. Không khác gì cái con xe thùng, xe từ hãng sản xuất. Rồi kế tiếp là em mở yên cho mọi người xem phía trong nha. Sổ sách còn đầy đủ. Ok cho mọi người. Cái bát mở yên nè. Còn vàng khè luôn á. Nước sơn thùng xăng cực kỳ đẹp, chưa qua dặm tuốt, chưa dính một giọt sơn gì luôn cái xe này. Tới cái khóa xăng mà nó còn 7 màu nữa mà. Chỗ báo xăng đó, cái đát của đó 2.4. Cái yên này thì như là cái yên tồn luôn nha mọi người. Cái mót nó có chỗ vàng, có chỗ xanh, xanh như xanh mới vậy đó. Đây, hai ngóc mua rùa. Bát yên lò xo cũng màu vàng, mà bát khóa yên cũng màu vàng, chưa có dấu hiệu mòn một chút xíu nào luôn. Kế tiếp là cái đát thùng xăng 204-04, màu đỏ đen. Xe này thì đậu lâu quá nó bụi thôi, em chưa rửa, chưa vệ sinh gì hết. 204, một con xe sưu tầm.
anh em dọn thì khoảng 70-80 triệu, có người dọn cả 100 triệu, nhưng mà cái xe nó vẫn kiểu người ta dựng lên á, có biển số đẹp người ta dựng lên á, nó vẫn không hài lòng được mọi người ta, tại vì có khi là người ta khó tính đó mọi người. Cái ráp vô số không hú á, thì nồi hú, nồi không hú á, thì cặp lóc nó trên nhau thì nó cũng hú. Mọi người vô một con xe zin, một con xe sưu tầm này thì khỏi phải bàn. Em chưa thấy con nào đẹp giống vậy nha. Mọi người mà có thấy đẹp giống vậy thì mọi người chỉ em. Đầu TH. Đầu TH là đời cao luôn nha mọi người. Xe Thái nhưng mà đời cao. Cái yên thì chưa có dấu hiệu gọi là nứt hay là lúng xẹp gì hết. Form dáng còn chuẩn luôn. Chuẩn đẹp luôn. Da yên zin chưa bấm lại luôn nha. Đó mọi người cho em thấy trong nè. Em đảm bảo là chưa bấm lại luôn nha mọi người. Những cục cao su này chưa có dấu hiệu gọi là mòn hay lúng hay là chai gì hết. Vẫn còn đàn hồi, chức năng hoạt động rất là tốt nha. Đấy, đây là tổng thể của con xe. Xe này có kính bẩn đầy đủ tất cả theo xe luôn nha mọi người. Không thiếu một cái gì hết, thì em gỡ ra vậy em quay cho nó chi tiết nha. Rồi bắt đầu là em nổ máy cho mọi người nghe nha. Đấy. Xe đậu lâu cái bình nó mất rồi mọi người. Nó yếu bình trong cái đạn. Ok chưa ạ? Tiếng ga anti nổ còn đấy. Cái này khói bô đậu lâu xăng dơ nha. Nhưng đảm bảo là không bao giờ nó có chuyện khói xanh, khói lông bạc nha mọi người. Ok chưa? Cản của đời này thì nó giống như là ZX với lại 2.1. Bô là như cái ống tiếp luôn. Đó, cái gì bùa được, tất cả cái gì bùa được, nhưng mà cái cốt giò đạp không bao giờ bùa được. Mọi người mà muốn thay cái này là phải gã cục máy ra, rẻ luôn. Rồi cảm ơn tất cả mọi người nha.